Có thể thấy qua nhiều lần dịch bệnh, các nhà hàng quán ăn tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kinh nghiệm phòng ngừa COVID-19. Việc chuẩn bị tâm lý và sự tự giác tìm ra cho mình những biện pháp phòng dịch hiệu quả giúp việc kinh doanh ít bị ảnh hưởng nhất có thể. Sau khi thông báo ca nhiễm mới, chị Thanh Tâm, giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Chef Mimosa, nhanh chóng kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Công tác phòng dịch theo hướng công nghệ 4.0 nhận được sự hưởng ứng tích cực, đồng thời tạo cảm giác an toàn cho nhân viên và khách hàng. Bên tôi có áp dụng một số biện pháp mới, ví dụ như là check-in và check-out, là nhận và trả phòng online. Khi mà khách đặt phòng thì đều có thông tin hết rồi. Cho nên liên lạc với khách trước để khách cung cấp những thông tin cần thiết qua điện thoại, qua Zalo, qua nhắn gửi ảnh thông tin trước và thậm chí là thanh toán chuyển khoản trước. Và khách sẽ không phải gặp nhân viên cũng không phải gặp khách. Còn tại quán 88 Coffee and Beer, trên địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang có những sáng kiến mới trong công tác phòng dịch. Các hoạt động cơ bản vẫn nghiêm túc tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế. Thì thay vì là điều chỉnh 16 độ đi, thì quán sẽ điều chỉnh lại khoảng tầm 25 đến 26 độ để đảm bảo ở nhiệt độ tốt nhất cho khách. Và thêm một cách nữa là trà, sử dụng trà là trà lá xanh, thì quán sẽ nấu lên và kết hợp thêm một vài lát gừng để làm ấm thanh quản của mình, giúp cho khách thêm sức đề kháng để chống lại dịch hơn. Còn đây là nhà hàng của anh Nguyễn Mạnh Hà. Do đặc thù của hoạt động kinh doanh ăn uống nên việc phòng dịch diễn ra khó khăn hơn. Hiện tại, nhà hàng anh đang hạn chế nhận đặt tiệc số lượng lớn để đảm bảo tốt công tác phòng ngừa COVID-19 sau thông tin có ca nhiễm mới. Tự như nhà hàng chúng tôi là bây giờ tạm thời đang hạn chế những cái nhóm, những cái tiệc sinh nhật lớn, đầu bếp hoặc là người phục vụ thì tôi luôn luôn yêu cầu là phải đeo khẩu trang. Và chúng tôi thường sử dụng cái không gian mở để mời khách, bởi vì dù sao cái không gian mở nó cũng an toàn hơn là cái không gian mà trong phòng lạnh. Những ảnh hưởng từ hai đợt COVID-19 đầu tiên đã tạo tâm lý lo sợ cho các chủ cơ sở kinh doanh. Nếu dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao và khoanh vùng hợp lý. Như vậy, các hoạt động này vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, bởi đây là loại hình kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, đặc biệt là dịp cuối năm. Bởi vì do ảnh hưởng của dịch COVID, chúng tôi đã phải đóng cửa một căn và nhượng quyền một căn. Và bây giờ trong thời gian từ giờ đến Tết, mà nếu tình hình dịch như thế này, chắc cũng phải đóng bớt. Khi người ta ăn hoặc là người ta uống mà cứ bắt người ta đeo khẩu trang mãi thì cũng hơi khó. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi không thể duy trì được mãi được. Thế nên là hy vọng là mọi người chung tay để dập dịch đợt này. Thấu hiểu được vấn đề đó, nhiều khách hàng một phần nâng cao ý thức, phần muốn bày tỏ được cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn chung. Chủ của khách sạn đây đã kêu tôi kiểm tra y tế, khai báo đàng hoàng theo đúng cái của nhà nước mình đã đề ra. Cái này là đúng lòng nghĩa vụ của mình khi mình đi tới đâu, và tôi cũng mong muốn là ai cũng phải nên ý thức những vấn đề như này. Khi mình đến thì cái nhân viên yêu cầu mình đo thân nhiệt và rửa tay thì mình vẫn chấp hành. Thì thứ nhất để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng nữa. Ngành y tế nhận định nguy cơ dịch tái xuất trong cộng đồng vẫn hiện hữu, đặc biệt là giai đoạn từ nay đến cuối năm. Việc kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch là một giải pháp duy trì kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, nếu được duy trì một cách thường xuyên và nghiêm túc, đây cũng sẽ là một cách để nhắc nhở khách hàng về ý thức tự giác phòng chống dịch.